chào tất cả mọi người. Thì trong cái thời gian qua mình cũng cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi kênh của mình. Tên kênh của mình hiện tại là kênh Lang Thang Vùng Biên. Thì cách đây vài tháng thì mình được một người ở Hà Nội nhờ mình tìm về quê nội ở xã Trường Phước Bình Định, và mình đã tìm ra rất nhanh, bởi vì thất lạc sau 48 năm mới tìm được. Thì mấy ngày qua thì mình cũng xem trên trang Facebook của bạn mình thì cũng có một cái thông tin mới, và mình cũng đã điện cho cái gia đình người đó. Cái thông tin này với nội dung như sau, đó là người đó đưa một cái thông tin là muốn tìm cha, tìm ông quê tại Phù Cát, Bình Định. Thì ông cha của họ là đi ra Bắc năm 1967 trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, bị thương đưa ra ngoài Tiên Lãng, Hải Phòng, và ông đã cưới vợ hồi đó và sinh được 3 đứa con. Đến năm 1975 thì Hòa Bình thống nhất thì ông mới quay về quê. Thì ông chỉ đi một mình thôi đó, vào năm 1975 đó, vợ con không có đi theo, và từ đó tới nay thì không có tin tức gì về ông nữa. Và sau khi ông đi một thời gian đó, thì ở ngoài đó bốn mẹ con, có nghĩa là người mẹ của 3 người con trai hiện nay ở Hải Phòng đó, lúc đó thì cũng khó khăn quá, không có đi tìm được. Cho nên là thời gian gần đây thì bây giờ điều kiện kinh tế nó cũng thay đổi rồi á, thì người ta muốn tìm mà quê nội của mình, tìm cha, tìm ông nội, quê ông nội của mình. Cho nên là cũng có nhờ qua Facebook, rồi mình đã gặp này, mình cũng đã trao đổi rồi. Hôm nay là cái ngày đầu tiên mình đã tìm đến cái quê hương, cái nơi, cái địa chỉ mà trên cái thông tin đã cho. Và vị trí mình đứng ở đây là trên con đường, tại nơi này, đây chính là cái trung tâm của làng Hội Vân, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Vậy thì mời mọi người cũng như là các cái anh và con cháu ở ngoài Hải Phòng theo dõi kênh mình nha. Mình sẽ bắt đầu mình đi tìm. Rồi. Biết có ai nhà không đây? Cô ơi, chó không biết. Cô ơi, dạ. Cô ơi, dạ. Anh nghe nói bà chuyện đây, nói bên nhà mình có bà cô hơi lớn tuổi á, anh muốn tìm mà người á, thì anh muốn hỏi những cái người mà lớn tuổi ở cái thôn Hội Văn này á, tìm người thất lạc tới 50 năm rồi. Anh muốn tìm thử xem có biết cái người, cái thông tin về người đó không? Dạ không. Không, bà cô ở nhà mình có một người cô đúng không? Dạ. Ý anh muốn hỏi bà cô đó, bà có biết cái người tại bà ở đây lâu lâu rồi đúng không? Em là nhà ở đây lâu, cái thôn Hội Văn này. Dạ. Cho gặp cô. Dạ, muốn gặp bà cô. Bà đi rồi. Đi không có nhà hả? Dạ. Rồi cảm ơn em. Để em qua phía nhà tìm những người lớn thôi. Già nào đúng không em? Anh muốn tìm những người lớn để hỏi. Dạ. Gần này có người nào mà 70-80 tuổi không? Dạ không. Không. Tại là đây là cái người mà cần tìm ở đây là ở tại cái làng đây, đi ra bên ngoài Bắc á, xong rồi có vợ có con ngoài đó, xong rồi khi năm 75 này ông vào đây rồi ông ở luôn trong này, bây giờ con cháu ông ngoài đó tìm. Dạ. Nhà anh là đi cái hành trình anh đi tìm. Cho nên muốn hỏi những cái người mà tuổi lớn. Dạ, ở dạ. Tại địa phương này đúng không? Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi mình đi. Phòng đi. Đâu? Đâu? Trên kia hả? Dạ, bây giờ đi tìm người nhà mà không có đi tìm chị hỏi chứ. Xuống. Bây giờ đi tìm chị kiếm người già khác. Kiếm em để không chứ. Ở đây hết già rồi. Bà không có nhà. Đi tìm thân nhân. Chị ơi. Cho em hỏi mình cái khu mình ở đây là trung tâm của cái làng Hội Văn đúng không? Phải không?
Ở đây là làng Hồ Văn đúng không? Đi chị đây, chị chú quán đứng thấy trời. À. Ở đây đây. Không, hồi nãy là vào cái nhà đó mà có cái đứa có cái đứa cháu và đứa con bà nó không hiểu. Mình trình bày mà nó không hiểu. Trên nữa. Đi lên cái mình thấy lên là bố hai nhà là có. Không, bây giờ nhân tiện là có nhiều chị đây. Em đọc cái thông tin này nha. Nếu mà chị nào mà có biết cái người này có thể là con cháu rồi đó. Đấy chị, đấy tí nữa. Cứ làm đọc nghe. Tới vừa nó bây giờ. Rồi đọc ta. Là cái người con và cháu ở Hải Phòng đang đăng tin tìm cha, tìm ông. Với ông tên là Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm là khoảng 1930 đến 1934. Quê quán ở Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông có tham gia nhập ngũ và kháng chiến. Thì năm 1967 ông bị thương rồi đưa ra ngoài Bắc á, ra ngoài Hải Phòng á, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Rồi ông có gặp cái bà đó là bà Dương Thị Biên, có nghĩa là vợ ông đó, bà vợ nhỏ. Lúc trước là ông ở trong này ông có vợ rồi. Rồi sau là sinh được ba người con. Rồi đến năm 1975 á thì ông mới về trong này. Ông không có dẫn bốn mẹ con đi đó, cho mà ông về trong này từ lần đó mới, cho nên ông mất tức, ông không ra tới bây giờ luôn. À, không biết là bây giờ là ở trong này á. Không, ổng ở bên này nếu không. Ông tên họ gì nè, rõ này. Ổng có đi tập cơ đâu? Ổng có đi tập. Ổng là thương binh nặng. Ổng có đi tập cơ đâu? Đây giờ làm dâu đâu biết mà nhà ổng thì đưa mà ổng ở giờ ổng ở nhà ông chết ông đỡ nhà hết chưa? Dạ, chỉ hỏi người lớn chứ còn người. Đó, đi tìm mấy những người lớn. Bà kia là bà ở đây lâu nhất là bà biết. À. Bà nói cũng dâu kìa đó, biết không? Đây là dâu hết á. Dâu hết rồi vậy? Dâu hết rồi. Đây là bà ở dâu nào? Dạ ở Hội Văn. Thôn Hội Văn, xã Cát Hiệp. Hội Văn, nhảy lên trên lên Hội Văn kìa. Lên trên cái tháp này. Bà lên bán chị đây. À. Có em có hai cái nhà để bán cho em bà già khùng khùng ấy, bà là lớn tuổi đâu. Nè. Bà có biết không chứ còn là đã ai biết không? Nó ra cái tên cây số lên hỏi chùa dùng cái chùa đồ đó thì nó có hỏi tên ông dùng đấy á, dùng đấy tên ông đấy là ông Ngọc mà tên ông thường gọi ở đây là gì chứ nào đây đâu đâu rồi có kêu tên bao nhiêu nó có thứ 7, 8, 9 mà nó kêu có khi ông thứ 7 á. Không, ý mình nói cái thông tin nếu mà gặp bà cháu ổng biết là hay là con ổng, con nếu mà con ổng thì cái tầm giá cũng phải cỡ 6, 70 rồi. Ông Nguyễn là họ gì gọi ông ở nhà là gì? Không, ở nhà thì cái tên là chỉ là tên ấy thôi, tên khai sinh thôi. Ừ. Hồi xưa họ gì? Họ là Nguyễn Văn Ngọc. Sinh năm thì khoảng 1930 đến 34. Nhưng mà ông có đi tập kết. Trước kia ông tập kết ông làm biết đâu được, giờ ông đây mình chắn đây giờ ông ở nhà chỗ kia cho mình biết đâu được hay. À mà ông khoảng bao nhiêu tuổi vậy? Ông chia khoảng 90, hơn 90 chưa? Thì tầm đấy. Đúng rồi, con tầm giá tuổi đó. Tầm mà ông chết đâu. Và đi ông chăm, nhưng mà con ông cho mình hỏi con luôn. Con ông thì ối thằng chứ giờ ối xa mãi giờ như là. Bỏ phân gì nữa đây là ở Hội Văn á. Mở đầu có rõ đầu ý ông già rõ cho ông không biết được. Thôn Hội Văn. Thôn Hội Văn nó cũng ở bên kia. Yeah. Ủa vậy dưới này mà không phải Hội Văn á? Hội Văn là từ nhà đấy. À từ đây lên kia luôn. Tức là đây là của nói tầm bậy, đủ đây là đất, đây là đất Cát Hiệp này của trên phía trên mình cái mới là thị trấn, còn đây là Cát Hiệp. Đây là Cát Hiệp đó, Cát Hiệp. Mẹ cho mấy bà không biết mà. Đúng rồi, đây Cát Hiệp. Mấy bà làm dâu với bà miêu. Cảm nhận là đất Cát Hiệp nhưng mà hầu dân là ở bên kia. Thì cũng lẽ bây giờ nó cũng đưa ra đây là Cát Hiệp này, thôn Hội Văn này, rồi tem đường cái bê tông mới là thị trấn. Có khi là vị trí địa lý ngày xưa chứ bây giờ. Không, hồi xưa nó rộng hơn bây giờ. Nó thẳng hồi xưa là nó rộng hơn. Bởi vì cái thông tin đó là cái thông tin ông kia ông biết từ khi trước giờ đó. Là nói là hầu giờ cái ông hay là ớ hầu giờ là ớ thôn Hội Văn ấy. Hội Văn, địa chỉ là Hội Văn. Nói chung là con cháu của ông ở ngoài mà ngoài miền Bắc nó khao khát muốn gặp ông. Muốn tìm quê nội mà tìm về quê nội. Ông có vợ ở quận 8 đó hầu vô. Ông có vợ ở quận 8 đó.
hồi giờ em về làm dâu thì ông đã già rồi, ông chuẩn bị ông chết rồi, giờ em biết cái lấu nào. Cái đó là má cho ông lớn ông mới biết. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy người lớn từ lớn nó biết. Mấy người già của ở đây á. Mày mày đừng có nói nữa. Ừ, có vợ tập kết rồi rồi ông có vợ đắt nặng nhặt mình có vợ nào đắt nhỏ mình đâu có biết được nhưng mà có rõ không đầu trước kia biết là ông tập kết ông có vợ rồi bây giờ ông dẫn ông nghe ông đẹp ông tập kết rồi bé có vợ đầu khi hết tập kết tôi dẫn mà ông vô này ông cứ vợ khác mà không ở trong này có vợ trước rồi á vợ trước rồi dạ Hồng Nguyễn Nguyễn Văn Ngọc vậy à, vậy là bây giờ là lên hướng phía trên hả? À dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi rồi cảm ơn mấy chị nhiều. Cho con hỏi thăm tí. Bác có nghe được không? Con hỏi thăm bác. Con muốn đi tìm một người ở làng mình đây làng Hội Vân á. Dạ, nhưng mà hỏi những người trẻ thì người ta không rõ lắm. Muốn hỏi những người lớn tuổi như bác. Dạ. Dạ. Bác cho con hỏi nha. À, bác là hồi giờ mình ở đây hồi xưa ở cái làng Hậu Văn là không bác? Dạ. Thì con muốn hỏi một người cái quê ở tại đây. Rồi thì cái thông tin nó như thế này. Con nói bác có nghe được không? Dạ dạ. Dạ, cái thông tin là hiện giờ là ở ngoài Hải Phòng đó, con ba người con trai và cháu muốn tìm mà cha, bởi vì cái ông này á là ông Nguyễn Văn Ngọc thì cái năm sinh là khoảng 1930-1934 thì ông ở tại làng này thì ông có tham gia kháng chiến ở trong cái miền Nam mình đây, rồi năm 1967 á ông bị thương cho nên mới được đưa ra ngoài Bắc á, ra Tiên Lãng Hải Phòng. Ông ở ngoài đó và ông ở ngoài đó thì ông lại có vợ ngoài đó, ông lấy cái bà ở đó, sinh được ba người con là cái người bây giờ đang đi tìm cha đây đó. Thì năm 75 thì giải phóng thì ông mới về, nhưng mà ông bị thương thì ông về năm 75 thì ông nói ông về thì sau này ông sẽ ra ông đón vợ con về, nhưng mà lúc đó lúc mà ông đi ra ngoài Bắc thì ở trong này ông đã có vợ rồi, có gia đình trong này rồi đó. Thì lúc đó thì ông về trong này thì ông ở luôn này luôn. Không biết là vì lý do gì lúc đó có thể là điều kiện kinh tế rồi thì đi lại khó khăn, không liên lạc được ông ở ngoài này và bốn mẹ con ngoài đó, thì ngoài đó người ta sợ nói là vợ nhỏ vào trong đây người ta sợ là vợ lớn lúc này á, người ta sợ người ta cũng không muốn tìm vào đây, không dám đó. Cho nên trong thời gian qua rất dài từ năm 75 tới giờ đã 48 năm rồi, bây giờ con cháu ngoài đó nó muốn tìm quê cha. Dạ. Giờ con hỏi lại là bậy nói tại vì trong thời gian của hồi năm đó dạ dạ. Dạ năm 75 là bác không ở đây á. Dạ. Tao nói mà bây giờ tao đi tứ xứ hết tao. Dạ. Tao về đời chứ biết rằng quê tại đây. Dạ. Chứ mà trong thời gian đó chứ còn nhỏ còn không biết cái chô và chiến tranh. Chiến tranh dạ dạ. Hàm số ẩn số. Cho nên bác tuy đủ tiệm. Dạ. Tên ông đó làm gì? Dạ tên ông là Nguyễn Văn Ngọc. Bác thấy mà để biết. Nguyễn Văn Ngọc. Cái thời gian đó là ông chồng của bác. Dạ. Ông nếu mà con màu đón đó thôi. Dạ dạ. Nếu mà bác này bác Ngọc này nếu mà còn sống á, thì hiện nay là khoảng tầm là 90 mấy tuổi á. Dạ chị nghĩ là chắc là không còn. Nguyễn Văn Ngọc. Nguyễn Văn Ngọc. Con lấy ông Ngọc vô kìa. Nguyễn Văn Ngọc. Cái gì mà mô hoặc cho cái quê mà. Dạ. Nó hỏi cái quê mà. Cái là không mình không kia hồi văn làng ngoài bên ngoài kia là mấy đứa con cháu nó nghe một cái người cùng ở cái trại mà trại thương binh đó là cứ kể lại là nghe đâu nói là ở Hội Văn các hiệp mà cũng có thể là cái Hội Văn lúc đó là nó khác bây giờ Hội Văn đó. Dạ. Cái địa giới hành chính bây giờ nó cũng như vậy. Dạ nó rộng hơn chứ lúc đó nó rộng hơn giờ. Có chứ ông nói ngày làm giờ con phải không phải không biết thời gian đó bác nó không có ở nhà. Dạ. Không có ở nhà. Có mình đây có vợ có công có bác xéo mời ông buồn một túi ông rồi anh em chán rồi. Dạ. Ông ở đâu á? Ông nhà bên mà vừa ông đi ra con ông mất rồi. Dạ. Đi ra con ông quỳ con đẩy rồi. Ồ ông bác đây là bác gì? Ông đó là ông thương động ông là
chín mùng mới thì dạ ràng lốt lứa ràng lốt à vậy là trường lứa đúng đúng rồi trường lứa thì có thể có là lý. Biết người có lý là bác không biết cô chín là con ra chỗ đó thôi dạ đâu đâu bác đâu qua cái đi rồi thì bà chín ra là nhà phía trước cho quỷ cộng hồng trắng bạn có anh xéo mà anh xíu mà làm gì nó mới, biết mới còn đã hôi chỗ nào chưa dạ có hồi nãy vô hỏi dưới đây hỏi mấy cái chị dưới đây mà mấy chị nói là mấy chị làm dâu ở đây chị nói chị không rõ lắm chị chỉ vậy chính bác quê bác ở đâu ở cái thôn hậu quê là còn ai nữa mày còn ai nữa mày nó cùng tư đây là đầu cái cầu đó là đồng yeah. Luôn. Yeah. Đồng là con luôn đây ngay chỗ bánh tinh đây. Yeah. Con cua ra là nó chứ là hậu dân chứ còn bị luôn lúc kia là cũng trắng. Dạ. Ồ với hậu văn nó chia ra là mấy cái khu rồi đó. Nó rộng ghê đâu phải. Bây giờ ở đây con luôn tóc bánh tinh con đi ra nắng đó con đi xuống mấy chỗ nước ném mấy là con thối là không biết luôn. Là đó là những cái thùng hậu dân. Dạ, chỗ gần khu nước nóng á. Ừ, khu nước ném mấy. Dạ. Giờ kêu đó nó được đen lên nổ con đi tìm giùm đấy. Dạ. Bây giờ là con lươn tóc chỗ khoa sen ngã tư. Dạ. Là con đi ra chỗ vùng học dân chỗ về khu điều dưỡng nước mém ấy. Dạ. Yeah. Con đi hối dùng đấy. Là như đầu như có người lớn mà cũng biết. Đó là dạ. Chứ còn mà cái học dân cô ở đây là lươn tóc đấy là hết rồi hết. Dạ dạ. Chứ bây giờ mình đi qua cái chỗ nước nóng á. À, con đi qua cái nước mém. Dạ. Con hỏi thành bác rồi là không có mặt. Ở đây là dạ kia là kia là cũng dạ cũng phải vậy là làm là cái bác này là ổng đi về Quảng Ngãi rồi không ông giờ anh thấy đi ra Quảng Ngãi anh mà anh giờ là trước ngày nay anh nói tào mờ đằng bằng anh nó lại lắm lớn còn bác đòi là em dâu ổng cái thời gian đó là bác đi với chồng bác bắt đi tốn thứ đó nó không có lại vừa rồi là cái đồ mà người kiếm người túi rồi đó vừa có người nó còn minh mẫn với người yeah, đúng không lắm không đó còn minh mẫn mép tiếng bác cô là gì là ông bác ruột nó nói chuyện hầu xưa đồ là được hết. Ồ vậy là có số điện thoại xin bác uống không rồi ông đi ra thì con ông trao đâu là con xin cái số điện thoại để có gì liên lạc cô cũng biết là vậy là mình giờ mình qua bên kia đi mình hỏi bên kia xong rồi để hôm nào ông về á là mình rồi. Quay lại cho đây quay nhà ông hỏi là đúng rồi dạ. Bạn mấy ngày bác đi vừa có chiều nay ở thành phố mà ở Quảng Ngãi không phải vô đó là nói con rõ ràng là dạ. Nhà bác ở đó nhưng mà vô con gái của bác nó đem ra quỷ nó không trồng à dạ. Ra mà cũng đem ra quỷ hậu trồng dạ. Nhưng mà đây là gì nữa dạ. Là cái con trai nó nguyên nữa nên chỗ đó mình hãy trồng à đi chơi á nên mà trôi chứ là trôi chứ là quỷ nhà con gái ở tụ khu điều dưỡng đó dạ 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 chứ còn lâu giờ ra thì vỗ rồi dữ về dạ mà bác là vô 90 tuổi nhưng mà bác là sao kiếm mời mà ông này 91 tuổi rồi ông dạ. Nói thầm chứ còn những cái người mà cô thấy ở đây mấy người 90 rồi 80 rồi nhỏ dạ, 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 nó lạnh không biết nhỏ hơn án rồi mất dạ. Hết rồi bây giờ còn án như tròn đòi lạnh nên chán cô đồ đây con hối cái đầu ông năm chết ở chỗ nào á tròn đòi nó còn minh mẫn không ổng được quá được cỡ không có được không có không mà cỡ 70-80 cũng được 70-80 muốn tâm cây quên móc cái gì hoài ông nào gì quên móc ấy ông nói biết hoài nói được rồi quay xô trời ông xuống ông mua và có ông chạy nước mà tao phải giết chửi tao đưa ông cho nó nặng tay vậy là ông bao nhiêu tuổi rồi bác em bác 83 tuổi 83 mà ông xuống ông mua chai nước ngọt rồi ông uống đó, ông bả đây... mà tao nói ông nó đeo đầu nói rồi là đeo đầu con anh chồng tao ra ông bị chồng chồng với nhìn tới bác minh mẫn mà bác vậy mới hỏi chuyện được chứ không là làm sao vậy cái anh chồng ra ông bị ông đi kiếm giết cái giới kiếm đưa lại chai nước nó giá nhiều là đưa ông cho ông học tao nói ông bữa là tao nói anh ủa vô em nói như mình tránh lại cái đầu quá ông bị rồi, để mình hỏi bây giờ để may ra này mình gặp những cái người con của ổng con nó biết quê cha nó biết quê dạ, tùy tâm lý lắm dạ, con nói là bác hiểu liền không ai mà không muốn quê cha dạ. Đó có đi đâu tụi con là ở Quy Nhơn đi. Dạ dạ có đi đâu cũng tại mình thấy dạ đăng trên Facebook á dạ đăng Facebook và liên hệ có liên hệ với con
rồi đến để nhà ở trong này mình gần ở mình tìm giùm mình xem nó có được có được hay không, nếu may ra thì gặp. Đúng rồi, tìm anh em chứ ông chắc nghĩ là còn tìm anh em thôi nha. Ở ngoài đó thì cái bà vợ ngoài đó cũng chết rồi. Dạ chết mất rồi. Giờ nếu như bà vợ trước thì dạ, bây giờ chỉ có con cái này gặp nhau thôi chứ. Đấy giờ tìm anh em. Dạ anh em thôi. Con là cũng bốn đứa con. Dạ không, ở ngoài đó ổng được ba đứa. Còn ở trong này là không biết có mấy đứa. Dạ không biết mấy đứa. Yeah. Thì chú ý bây giờ là may ra để gặp con cháu ổng, nó nhận ra ngay chứ đâu. Nó nói đến cái tên, cái tuổi, đến cái hành trình ổng đi thời đó thì nếu mà gặp đúng là biết liền. Người đó đi tập kết rồi tên đó rồi, về năm đó thương binh như vậy thì đến mấy 10% là đúng rồi. Biết chứ. Chứ vấn đề mà nó đúng hay không thì bên kia nó muốn nhận thì nó sẽ làm. Có ảnh nè, có ảnh. Có cái ảnh đây gửi qua cái ảnh nữa là cái ảnh cái người con thứ hai của ổng rồi đó. Nó nói là người con thứ hai là giống ổng y chang luôn. Dạ. Cái ảnh con có ô bẹp mình. Dạ cái ảnh nó gửi. Cái ảnh này. Gửi cái ảnh qua đi. Rồi còn thanh niên á. Ảnh của ông đó là hồi thanh niên á. Con trai ổng hả? Cái ảnh của con trai ổng. Dạ con trai. Của ông tập kết. Dạ con trai ông tập kết. Con trai thứ hai. Đây ảnh con trai thứ hai đây. Con trai mà con trai là giống ông. Nói là ổng là về là ảnh ông con trai đây là giống ổng nhất. Con ông ngoài đó ngoài Hải Phòng. Biết đúng dòng họ không? Đâu lúc dòng họ giống. Ông Tấn A. Ừ. Giống không? Ông có đi. Ông đi tập kết, về mà vừa tao ông chết hết rồi. Ông tám cuộc quá. Ông tám ba. Ông họ gì? Họ Nguyễn hay? Nguyễn. Đúng rồi, Nguyễn đúng rồi. Mà ông bị thương đúng không? Ông tám ba. Ông có bị thương. Ông là thương bình binh, bị thương trong người á. Ông thương bình binh. Nhớ tao nói gì nữa, nó giống cùng cuộc qua cho tao. Giống không? Giống thằng cùng cuộc là nó dìm họ giống thấy con ấm. Ông tấm A là mấy ông Trang cũng thuê rồi. Nhìn họ cho rõ ra ràng là cho thằng nậu, giống thằng nậu. Giống không? Như cô dùng cô thấy là giống thằng nậu. Thì giờ mình cứ tìm tới thử là giả lại giờ con lên chỗ đây. Dạ. Lên chỗ ngay con lên ngay chỗ khơi xanh. Dạ. Con quẹo lại chỗ mới nhà đấy, con hỏi. Lên cây xanh đầu về phải hả? Không, quên cái nhà đó là dạ. Nhà ở phía đây. Lên nhà chỗ nhà bán rồi. Nghe chỗ bàn tập hóa. Bán tập hóa à? Con hỏi tình cờ. Con hỏi tình cờ. Ý là không biết là tránh trang. Cô là cô vô thùng vô mấy thằng đây là nó giống mấy thằng như theo nói là kêu giống mấy thằng cùng cục là kêu nậu quá. Dạ, cái nhà trên đây là gọi nhà anh Cường ha? Ừ. Thằng đây là con nói là giống. Anh Cường, là mình lên. Đúng thôn không hả? Lên hỏi là anh Cường hả? Không, đừng nói anh Cường có kỹ. Không có hỏi ai, vô cái vô con cũng làm y xì như vậy, con nói nhỏ là thử nào coi đó. Nhưng mà lại giờ đó con lên chỗ bác thiên la thành phố cái gì nó lên rồi nên nó dồn rống liền rồi. Con lên là trang tư, con thử đi lên mà đứng đi vô ngay chỗ trang tư đó là nó có coi xin. Là con dừng ngay lại chỗ đó con qua mấy bên tay trái rồi. Tay trái là nhà đó. Cái nhà của nó phía đó. Gần sát bên cái đại lý bán con hỏi chung đó là hỏi chung nhà là cũng ơi là ăn băng tập quá rồi đấy. Có cái tập quá rồi lùi lại có một cái nhà mà ở phía trước nó xa nhà Thái rồi phía trước có cái sân rộng rộng để bàn uống nước rồi. Đó là con hỏi vậy đó. Gì đó là cái quán cà phê gì đó. Con hỏi chung đó đẹp đây ra đâu có biết rồi đâu nói giúp nhau. Vậy vậy đó. Ngày đó là chị đi qua mày bơ đồ dành giỏi cho. Dư đó, dư con hỏi dòng tụi mình cơ hỏi nó biết đâu là dòng họ rồi, người ta biết dòng họ con cháu. Con giỏi con lên hỏi dòng đấy. Con nhớ lại là Nguyễn Văn Ngọc.